mình ghé mình ăn cái phần cơm để tiền đấy. Mình thua rồi, do là chịu thua là do là hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi do là nhu cầu đi vệ sinh cho nên là thôi đồng ý là chúng tôi chịu thua cái trạm này. Cửa cửa thôi chẳng thèm dọn luôn. Bây giờ chị bán vé không, chứ không bán thì bây giờ báo công an được rồi đó. Chị ơi, bây giờ em trả tiền em mua vé em đi. Chị không bán, chị không bán hả? Em chị bán vé không? Đi. Mua vé đúng không? Ừ. Rồi chị thì chị mở cửa ra cho giao dịch với em. Em trả tiền em mua vé em đi mà. Bao nhiêu chị? 35.000. Rồi. Rồi chị điểm giùm em. Đây. Vé 35.000. 35.000 mà chẳng biết là bị mất về cái việc gì. Để được đi vệ sinh. Tại nãy giờ chúng tôi dừng ở đây cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Vừa đói vừa lạnh, lại là mà cái lạnh này nó làm đã khuất phục chúng tôi. Hà tĩnh, rất tĩnh. Thì các bạn, vấn đề đây thì mình muốn nói rằng là chúng ta đang đi di chuyển trên quốc lộ 1 và cái trạm cầu rác này họ chắn trên quốc lộ 1 để mà họ thu tiền, thì họ không giải thích được là họ thu vào mục đích gì. Khi mà chúng tôi gặng hỏi thì họ nói rằng là họ xây tuyến tránh, mà tuyến tránh ở đó cách đây khoảng 30 km. Chúng tôi không biết rằng là chúng tôi có dịp đi qua được cái tuyến tránh đó hay không đó. Mà không biết là tuyến tránh đó đi về đâu. Nhưng mà khi mà đang ở trên này thì chúng tôi đang bị mất một khoản tiền rất là vô lý, 35.000 đồng. 35.000 này số tiền rất là lớn đối với anh em tài xế chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi đang bị bóc lột, mà bóc lột ở đây là bao nhiêu sự bóc lột 20.000 nữa. Là 26. À thưa một tờ. À đây 20.000. À đổi tờ đó rách. Cái tờ này chị đổi lại. Có rách không? Có đâu, em đâu. À. À có rách phải không? Rồi. Đây là gì ha? À rồi rồi. Rồi đổi. Để cố gắng đổi. Ok. Nhân viên ở đây kiểm đếm tiền rất là tỉ mỉ. Tôi khâm phục cái tính kiên nhẫn của người Hà Tĩnh đây. Họ đóng cửa hơn một tiếng đồng hồ, họ cố thủ ở trong cabin. Nhưng mà 20 phải không? Rồi, chị đứng nè. Thì khi mà một dịch vụ chúng ta phải bỏ tiền ra, ở đây gọi là nói theo cái cách của họ đi, tôi suy diễn theo cách của họ đây, là chúng ta đang giao dịch một dịch vụ của họ tự đặt ra và họ tự ép chúng ta phải sử dụng. Thì chúng ta có quyền là
chúng ta hiện tại giờ theo như chúng tôi đây là chúng tôi không có quyền từ chối sử dụng cái dịch vụ của họ. Đó. Thì như chúng tôi đã và đang trải nghiệm tại đây thì chúng tôi đã bỏ hơn 1 giờ đồng hồ để mà đứng ở đây. Đó. Do rằng là chúng tôi không có tiền để mà mua cái vé qua trạm thì họ không mở cổng lên cho chúng tôi đi. Thì tôi cũng muốn nhắn gửi với các bạn ở địa phương ở Hà Tĩnh, đặc biệt là những bạn mà đã đi thường xuyên đi qua trạm cầu rác này, các bạn nên phải biết quyền lợi của các bạn là ở đâu. Đưa phép có được qua không vậy? Các bạn phải biết quyền lợi của bạn là ở đâu và như thế nào để tránh tình trạng giống như chúng tôi là chúng tôi phải trả một cái số tiền rất là vô lý như thế này. Mà khi mà chúng tôi không sử dụng cái dịch vụ của họ mà họ lại cố tình họ ép chúng tôi là phải thu tiền cho chúng tôi. Dừng. Em đưa vô có tiền thôi đúng không? Còn 1.000 nữa. Chị có tiền thối cho em không? Thiếu không chịu. Dạ. Dạ. Chị xác nhận thông tin đó. Dạ. Bao nhiêu là chị ạ? Hai tờ là còn 400 đồng nữa, chị đang cầm 600. Còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Chị xác định em còn bao nhiêu? Dạ, nhưng mà bây giờ còn bao nhiêu? Còn hai tờ nữa là 400 đồng. Là bao nhiêu tiền? Dạ. Còn hai tờ nữa là 400 phải không? Còn 400 đồng nữa. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Hết tiền luôn, những đồng tiền cuối cùng của chúng tôi. Đồng tiền cuối cùng của chúng tôi. Khổ quá đi. Thôi, em gửi chị. Sao chị? Hả? Chị nói cho thì chị vui lòng cho nó lớn em nghe. Chị... Dạ. À. Chị đang giao dịch mua bán, chị vui lòng cho nó. À, có một cái điều rất là hay đặc biệt. Ai cấm? À, chị. Một điều rất là thú vị rằng là ở trạm thu phí ở đây là họ nói rằng là chị bảo rằng không sử dụng tiền xu. Tiền xu à đã bị cấm. Chắc là có lẽ là lãnh đạo họ đã đưa ra cái quyết định đó. Chị xác định như thế nào là đồng xu bị cấm? Cái này một thông tin rất là mới và khá thú vị ở trạm thu phí BOT cầu rác. Họ không nhận tiền Việt Nam đồng và chị đã đóng cửa. Chúng tôi đã trả tiền, họ đóng cửa, chỉ quăng lại. Dạ, chỉ quăng lại. Bây giờ chúng tôi có quyền là báo công an. Ok. Cái gì là hết mà. Ghi là hết rồi. Bây giờ Phương mượn điện thoại báo 113 ngay. Vui lòng báo công an giùm cho mình. Mình trả tiền để mà được đi vệ sinh qua cái trạm này đi. Báo công an là hiện tại giờ là mình trả tiền rồi mà họ không mở cửa. Mùa 13 rồi bấm mùa 13 rồi nó vô. Thì cứ báo rằng là hiện tại giờ là đang bị gặp sự cố. Chị này vừa cung cấp một thông tin khá là thú vị. Đây chúng tôi đang gọi cho cảnh sát mùa 13. Alo. Anh cho em báo là em mở loa lên. Nói gì? Alo đi. Alo. Alo hả? Nói gì đây? À chào anh. À chúng tôi đang gặp sự cố, một cái sự cố rất là khó khăn ở tại chỗ mà cái chỗ này là chỗ giống như là trạm cái trạm gác ở chỗ cầu rác đó anh. Vâng, cho tôi xin câu trả đi. À vâng ạ. Mình đi vậy? Chúng tôi đã trả tiền rồi mà hiện tại giờ nhân viên ở đây không mở cửa cho chúng tôi qua nè. Sao trả tiền lại không cho qua đó? Vấn đề đây, hiện tại thì tôi mới phiền tới các anh đây. Tôi mới phiền đến các anh đến giải quyết hộ tôi ạ. Chúng tôi đang bị mất tiền và không được cho qua. Vô lý vậy? Vâng ạ. Thì chứ bọn tôi là ngoài luôn chủ ở thành phố ạ. Mà vào đóng kia xa nên
anh cho xin cái số điện thoại. Vâng, cảm ơn anh. Anh cho xin số điện thoại của công an địa phương ở đây được không ạ? Vâng, thì công an huyện, anh bấm số nhá. Công an huyện, vâng. Câu chuyện là 0023 861 023 861 259 259. Thiếu một số anh ơi. Không không, số điện thoại ban 023, xin đọc lại 023 861 259. Vâng. Thiếu một số rồi nè, hiện tại giờ đang là 9 số thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 023 023 bởi vì số này là 9 số đấy. Ôi, số 9 số rồi nè. Điện thoại ban mà. À vâng 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 vâng, để tôi gọi thử ạ. Thấy lạ. Vâng vâng, cảm ơn anh ạ. Nếu vẫn được thì anh ấn là 3 với lại không không cuộc gọi không vào được với số điện thoại chính số anh ạ. Tôi vừa gọi. Dạ. Để anh ấn là 3861259 0238 61 259. Vâng. Để tôi gọi tiếp ạ. Được anh. Dạ không ạ. Thế thì anh, mà cũng là 02 mới đúng không? Đó rồi, đó rồi, nghe nó rồi. Được rồi. Số máy không đúng anh ạ, tại vì có 9 số thôi. Và số toàn quốc là 10 số anh ạ, anh kiểm tra giúp giùm bên em à, bên em đang rất là gấp ạ. Đó, hiện tại đây thiếu một số thôi. Anh không ảnh 02, anh ảnh 386-1259 nhé. 023 không ảnh 02 đi, ảnh là 386-1259. Nếu mà như vậy thì nó không vào anh ạ, phải có mã vùng ạ. Sao mấy thương gọi được mình mà danh sách điện thoại thì không có 02 nhỉ. Riêng tìm 02 hiện tại anh là 02393 022. À, mã tỉnh của đây là số mấy vậy? 393 0233, rồi anh đọc lại với bạn em 02393 302 3 anh là này, 02393 02393 861 259. Đúng rồi, không để cái lo cho anh nó lớn. 02393 86 1 2 5 9. Vâng. Vâng, để tôi gọi lại, nếu mà không được tôi sẽ nhờ lại các anh ạ. À. Cảm ơn các anh nhiều ạ. Vâng vâng vâng. Mở có lo mà tắt chi. Mở cái này à, không lo ba. Cái nói thử coi, lo phen. Cái nói chưa? Đâu có 1 3 nữa. Nè 02 nè, anh mang đĩa bấm lên đi, chị gọi công an. 861-259 chị cầm nguyên phụ tiền chỉ quăng lại mà. Ừ, đừng, cứ để bình thường đó, đừng có đụng đến đó. Chỉ quăng vô đây, chỉ đụng lại. Đâu? Đâu lâu lắm hả? Em đã tắt cái kết nối của em rồi. Em có tắt kết nối rồi. Anh mở lớn đi. Nó mở hết luôn rồi nè. Đúng rồi, anh biết mà. Để giờ nó ngắt kết nối luôn Bluetooth rồi. Đâu? Ngắt rồi. Nghe lại đi nhé. À, sleep đúng không? Để kết nối như thế nào? Đó, đã kết nối rồi. Đã kết nối rồi. Rồi, ok. Anh đừng có tắt nữa. Không kết nối. Chắc lo ngoài thì nó mới vô lo kia. Thank you.
cái dễ. Hiện tại bây giờ là do chúng tôi đang gọi cảnh sát địa phương. Mình bị giữ trái pháp luật đó. Hiện tại bây giờ là chúng tôi đang bị tạm giữ. Hiện tại giờ là chúng tôi đang bị tạm giữ ở đây khoảng là hơn 15 phút rồi. Chúng tôi đang cầu cứu đến công an sở tại. Chúng tôi đang gọi công an sở tại đây. Lên mạng kiểm tra cái ghế cho mới được. Gọi lên 113 đi, nói anh gọi dùm. Là mình trả tiền không, xong không cho mình đi. Alo. Chào anh. Tôi gọi lúc nãy một một người cho tôi số điện thoại của công an khu vực cái chỗ trạm thu phí cầu rác đó. Tôi không liên lạc được anh ạ. Không được rồi. Vâng, anh vui lòng gọi giùm tôi ạ. Hiện tại bây giờ là chúng tôi đang đã trả phí xong và nhân viên đây không mở cổng cho chúng tôi đi. Rồi. Vâng. Về để tôi gọi. Vâng ạ. Vâng. Nên nhớ là cái chuyện mà họ nhận xong tiền rồi họ quăng trở lại là tất cả đều được ghi hình đã, họ quăng lại rồi họ đóng cửa. Mình đang ở trạm thu phí BOT cầu rác. Chúng tôi đang gặp rắc rối với lại nhân viên trạm ở đây là sau khi chúng tôi đã trả tiền xong và họ vẫn không mở ba bên để chúng tôi đi qua trả tiền dư. Chúng tôi trả thừa đấy, họ vẫn không mở cho chúng tôi đi. Bây giờ buộc lòng là chúng tôi phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát giao thông. Từ nãy giờ là đã hơn 25 phút rồi. Họ bảo rằng tiền này là kho bạc, không cho lưu hành nữa. Nhưng mà mình thiết nghĩ đây là đồng tiền để gọi là ngân hàng của kho bạc nhà nước, ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thì khi ban hành ra cho lưu hành ngoài dân thì dân vẫn còn sử dụng, mà tại sao nhân viên họ bảo là kho bạc nhà nước không cho lưu hành nữa, rồi họ quăng tiền lại cho mình, giống như là họ bất cần, họ quăng tiền lại và họ đóng cửa, họ làm một thái độ mình không biết nói sao. Đây là giao dịch dân sự giữa bên mua và bên bán, mà hậu coi khách hàng chẳng ra gì. Hậu coi khách hàng là một thứ cỏ rác, còn họ là người thượng tôn. Đến cái dây sạc cái điện thoại của chúng tôi là nó cũng cũ như thế này mà chúng tôi cũng không có tiền để mua đây.
vô chưa không biết nữa. Đi. À, dung lượng 3G cũng tương đối là còn ít, cho nên các bạn vui lòng đừng có thả tim hay là thả like hay là bất kỳ gì hết ạ. Làm ơn. Mình hiện tại giờ chúng tôi đang bị tạm giữ trái phép. Một người nói là hành vi ném tiền là bị xử phạt, nhẹ là phạt 19. Còn bạn kêu là ghi hình là anh em tất cả, thì tất cả các máy đều đang ghi hình. Bạn nào đó đang thả tim hay là gì đó bấm like gì đó là vui lòng dừng lại đi ạ. Làm ơn ạ. Dung lượng chúng tôi không còn nhiều ạ. Giờ này cũng đã quá khuya rồi, chúng tôi để chúng tôi có thể mua cạc điện thoại nạp vào. Gọi lại các bên công an 13 lần nữa. Em gọi luôn đi. Cứ ấm lại 13. Rồi cứ để đó. Được rồi, cứ để đó. Sao có số điện thoại vậy? Thế được không? Công an mấy gì? Được á. Alo. Dạ xin chào anh, lúc nãy tôi có nhờ anh gọi đến. Vâng, anh gọi rồi đúng không ạ? Vâng, gọi rồi. Vâng, cảm ơn anh. À, vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Công an xã. Vâng. Trạm này là gì mà thế lực của họ như thế nào mà đến cả một nhân viên thu vé lại là xem thường tiền Việt Nam đồng như thế? Đầu tiên là tiền tiền nói là tiền kim loại không còn lưu hành, thì cái đó là cái tiền tiền sai. Cái thứ hai nữa là khi người ta đưa đủ tiền rồi thì quăng trở lại. Mình bị tạm giữ ở đây từ lúc nào anh? Từ lúc cái lúc mà mình trả tiền xong thì kết thúc đây khoảng giờ này khoảng là 30 phút rồi. 30 phút. 30 phút chúng ta đang bị tạm giữ khoảng 30 phút. Để giảm bớt cái chi phí nhiên liệu, mình hạ kiến xuống tí xíu rồi mình hé cửa đi. Tắt máy nó mất 3G. À ok. Mất wifi. Mất wifi. Trời ngoài đang lạnh lắm, 15 độ. 15 độ, 15 độ C. Là đỏ đúng không? Thì đúng không? À dạ sao anh ơi? Tức là bên mình có cái trường hợp mà cái mà trả tiền đúng sao quá đó. Dạ đúng rồi anh, chúng tôi đã trả tiền của trạm thu phí cầu rác ở đây rồi mà họ lại không cho chúng tôi qua. Anh bên kia
À, anh vui lòng nếu mà anh đã tiếp nhận được cái sự khiếu nại của chúng tôi thì anh vui lòng đến đây, tại hiện tại giờ chúng tôi vẫn còn đang đứng đây ạ. Hiện tại giờ chúng tôi còn đang bị tạm giữ trái pháp luật ở đây ạ. Anh nói sao? Nói chậm lại. Alo. Alo. Không ghi âm. Alo. Chúng tôi đang gọi điện thoại trong xe chứ không ghi âm. Tôi các anh vui lòng đến để mà giải quyết giúp chúng tôi ạ. Bây giờ anh nói chậm lại nhé. Đây đây đây, tôi để cho cái bạn đi chung với tôi nói lại. Vâng. Dạ thưa anh, xe của chúng tôi đang lưu thông từ Hà Nội về Sài Gòn. Thì đến trạm thu phí cầu Rác. Chúng tôi trả phí. Nhưng sau khi đếm xong tiền thì họ nói là không sử dụng tiền xu, thì chúng tôi đưa tiền giấy. Nhưng mà họ quăng cục tiền lại và họ chặn barrier, họ không cho chúng tôi qua, thì chúng tôi bị tạm giữ. Đến bây giờ đã hơn 30 phút mà công việc thì rất là gấp. Hôm nay là ngày cuối năm mà bây giờ là công việc ở trong Sài Gòn của chúng tôi rất là nhiều. Họ nhất quyết là họ không dỡ barrier ra, và tất cả những cái hành động của họ thì chúng tôi xe đều có camera ghi lại hết ạ. Vâng, anh cho biết anh tên chưa? À, tôi tên là Danh. Tên gì Danh ạ? Thủ Danh. Tên Thủ Danh ạ? Dạ. Quê ở đâu anh? Quê ở Long An. À, quê ở Long An. À, đó, cái này là chúng tôi bảo lên đào ở đại kiệt. Đó hả? Từ ngay qua đại kiệt. Cái này là hành vi giữ người trái pháp luật thì tôi nghĩ là nên có công an can thiệp anh ạ. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy trời. Hôm nay là đón giao thừa ở tại trạm BOT cầu Rác nha các bạn. Một cái đêm giao thừa đầy ý nghĩa với nghề tài xế. Từ chối nhận lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông cho nước có thành là phạm pháp vi phạm khoản 3 điều 23 luật ngân hàng. Bây giờ đã thiệt hại rồi thì chúng ta không có về, chúng ta phải buộc phải đợi công an đến thôi, chứ không thể nào mà họ mở ra chúng ta cũng không đi được. Hơn 30 phút bị giam lỏng, hay là 35 phút rồi. Ở đây là cách Vinh bao nhiêu km? Lần giữa, hồi nãy mình chạy quãng đường 60 cây phải không? Cách Vinh khoảng 60 cây số.
trời bên ngoài rét căm, nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là 15 độ C, mưa vẫn lất phất, độ ẩm rất là cao. Hình như là tài xế chúng tôi nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, hình như là đã rất là lâu lắm rồi, gần như là mặc nhiên chúng ta phải thừa nhận những cái vô lý như thế này là điều đúng, là điều đúng đắn. Một cái trạm vớ vẩn ở đâu đó đặt trên quốc lộ 1 để mà thu phí cho một đoạn đường cách ở đâu đó 30 km, bắt chúng tôi phải trả tiền. Và khi chúng tôi trả tiền thì họ lại trả tiền đủ và họ không đồng ý mở barrier cho chúng tôi đi qua. Giờ này đã là 40 phút rồi và đã có thiệt hại. Không, vấn đề thiệt hại về dầu hay là gì đó thì nó không quan trọng, mà về thiệt hại về vấn đề tinh thần, về thời gian đó. Giờ này là cuối năm rồi, ai cũng muốn được ngã linh nghỉ ngơi để đón năm mới. Luật rồi, từ chối sử dụng tiền Việt Nam đang được phép lưu hành là chị ta đã vi phạm pháp luật rồi. Và đây rằng là không thể đổ thừa rằng là cho là thiếu hiểu biết được, bởi vì những động tác trước đó là chị ta đã nhận đủ tiền rồi và sau đó chị vứt tiền lại. Chúng tôi đang đón năm mới ở giữa đường. Đây là trạm thu phí cầu rác, chúng tôi đang bị giam lỏng ở tại nơi đây hơn 40 phút rồi. Chúng tôi dùng từ giam lỏng là vì sao? Là vì chúng tôi đã hoàn tất cái việc giam lỏng gì không, mà mình đâu có cách nào đi. Mình không đi tới, có nghĩa là chúng tôi đang bị giam. Khoan, mà anh qua bên kia. Đang đi. À, anh mời anh qua. Anh mời qua đây, mở cửa xuống. Anh này giao dịch đây. Bên kia. Không nghe gì hết. Anh nói vậy? Mình đợi mình đợi trên trên nó về không? Để ai chơi trên hai đứa luôn? Đang không? Hả? Tôi trên ai trên hai đứa luôn, để xe tôi trên lúc kia luôn. Ok. Hả? Hả? Ok. Ok. Hả? Hello, đâu vậy? Anh mới nói không biết, mình không quen anh. Tóm được rồi, mình đang đợi công an. Chúng tôi đang đợi chính quyền địa phương đến làm việc về vấn đề mà
giam chúng tôi như thế này. Chắc chắn phải là biên bản. Mình đang bị tạm giữ trái pháp luật như vậy, phải lập biên bản. Mình đang cần được lập biên bản mà. Nó là rất cần. Ngày mai cũng hy vọng rằng đây sẽ là một đề tài rất là nóng cho báo chí, là trạm thu phí cầu rác đang giam giữ phương tiện và người cách trái pháp luật. Mới vừa tắt đèn hay gì đó. Cúp bán giống cúp điện à. Hiện tại giờ đã 45 phút rồi. Nhân viên đây họ chẳng coi pháp luật là gì. Anh Quynh ơi, thì hiện tại là khi mà xe trả tiền xong thì họ mới quăng cục tiền lại, họ không cho đi luôn. Họ nói là tiền kim loại là hết lưu hành. Và bây giờ thì họ nhốt xe khoảng gần 100 phút rồi. Thời gian báo đã đi 1:20 thì thời gian đầu thì mình không tính, còn tính từ cái lúc mà bị tạm giữ, bị giữ trái pháp luật đến giờ thì khoảng 50 phút rồi các bạn. Vừa mệt này, vừa đói này, vừa mệt vừa đói này, không được đón giao thừa ở nhà nè, đang bị tạm giữ tại đây nè,
5 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ chúng tôi bị nhân viên trạm thu phí BOT Cầu Rác tạm giữ trái pháp luật. Tôi tóm tắt lại là sau khi mà chúng tôi đồng ý thanh toán tiền qua trạm thì nhân viên ở đây họ sau khi mà họ đã nhận đủ tiền thì họ lại quăng cục tiền xuống lại vào xe chúng tôi. Họ quăng cục tiền lại và họ nói rằng là họ không đồng ý nhận tiền của chúng tôi và vẫn hiện tại giờ là vẫn không mở thanh trắng. Chúng tôi bước qua cho chúng tôi qua đây, trước mặt chúng tôi là thanh trắng vẫn còn đang đóng. Đã hơn một tiếng chúng tôi bị tạm giữ trái pháp luật như thế này và thời gian chúng tôi báo công an cũng đã hơn 30 phút rồi. Mình không còn một đồng bạc nào hết trơn mà. Cô gái đi chung trong xe chúng tôi hiện tại giờ là mặt đã xanh như tàu đá chuối do là đói bụng. Mà phụ nữ thì mùa này các bạn biết rồi đó, trời thì lạnh, phụ nữ thì đi đứng vệ sinh thì cũng khá là bất tiện, cho nên là cô ấy cứ ngồi mà chéo chân từ nãy giờ cũng khá là lâu mà chúng cô ấy cũng không có dám nói năng gì. Bây giờ chúng tôi chỉ đợi công an đến thôi. Công an đến lập biên bản về sự việc. Ôi trời ơi, nó lạnh, nó lạnh. Chắc chắn là đợi tới sáng chúng tôi vẫn phải đợi công an đến làm việc. Không thỏa hiệp với cái sai.
Phương ơi, chắc gọi lại cho cái số lúc nãy xem coi công an tới chưa Phương ơi. Nãy giờ cũng khá lâu rồi, cũng hơn 20 phút, 30 phút rồi đó. Đang bị nhân viên BOT cầu rác tạm giữ. Alo. À, thưa anh, lúc nãy tôi có báo với anh về tình trạng là chúng tôi đang bị giữ trái pháp luật ở chỗ trạm thu phí cầu rác. Không biết là các anh đã cho lực lượng đến chưa để giải quyết hộ chúng tôi ạ? Vâng, vâng, nhiệm vụ trực ban đơn vị tôi đã báo cáo lãnh đạo. Hồi nãy giờ là rất là lâu rồi thưa anh, hơn 20 phút rồi anh à. Vâng, quan tôi biết đó. Vâng. Lực lượng công an đang bố trí lực lượng ngay bên kia, để có lãnh đạo bố trí. Anh được chưa? À, chúng tôi lại tiếp tục chờ. Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh. Có số quen phó giám đốc công an tỉnh này gọi đúng không? Không chín một ba chín hai bốn xin lỗi 294 142. Xin gọi thôi. Vâng. À, xin lỗi, phải anh Quang không ạ? Vâng. À, chào anh Quang. À, tôi là một người dân đi qua. Hiện tại giờ chúng tôi đang gặp một cái rắc rối ở chỗ trạm thu phí cầu rác đó anh Quang. Mà chúng tôi đang bị nhân viên ở đây giam nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mà chúng tôi đã báo với lại 113 rồi công an địa phương. Mà hiện tại giờ đã hơn 30 phút rồi, chúng tôi không được họ đến họ can thiệp để mà chúng tôi là tiếp tục lên đường đó anh Quang à. Có lý do sao? À,
Lý do là thì hiện tại giờ là tôi thanh toán phí đâu đó xong xuôi hết rồi, mà bây giờ thì nhân viên ở đây không chịu mở cổng cho chúng tôi qua. Rồi, tôi có biên chỉ đoán. Dạ vâng, cảm ơn Quang nhiều ạ.